Long Duyên xin kính chào các bạn. Hôm nay ngày 10 tháng 12 thì Long Duyên sẽ cập nhật một số cây và giá cụ thể cho các bạn biết lựa chọn một số cây hoa cho gia đình nhà mình. Thì trước mặt các bạn đây là cây cẩm tú cầu. Cây cẩm tú cầu thì cây nhỏ như thế này thì hiện tại vườn Long Duyên đang bán với giá là 30.000 một cây. Cây thì nó cũng không cao lắm đó, 10, 15 đến 20 thôi. Chậu thì như thế này. Còn ở đây là mình giới thiệu với các bạn, đây là cây thu hoạch đường. Thì hiện tại thì cây như thế này thì nhà vườn đang bán với giá là 20.000 một cây. Cây cao như thế này cho trồng trong một chậu cho một cây. Đây, các bạn lấy nhiều thì có thể là bán với giá 15.000. Và đường thì hiện tại vườn nhà vườn của Long Duyên thì cũng đang còn cỡ hơn 100 cây gì đấy, không có nhiều đâu. Trước mặt các bạn đây là cây gấm màu. Thì hiện tại thì cây gấm màu thì nó loại này thì nó chỉ có lá, nó chỉ có màu vậy thôi chứ nó không có bông. Thì nhà nông dân đang bán với giá là 20.000 nha các bạn. Đấy. Có nó có màu nâu nữa, màu tím. Nhưng mà cái cây màu tím thì nó nhìn nó sơ sát hơn. Nhìn cái lá cây màu vàng thì nhìn nó vẫn còn đẹp hơn một tí. Đấy. Thì các bạn có thích thì các bạn cứ liên hệ để mua nhé. Đây là cây cúc thân gỗ cho các bạn. Thì cây cúc thân gỗ này thì nó là cây lâu năm, nó là thuộc họ cúc. Đây, cho các bạn xem cái bông của nó đây. Thì cây này thì cao cỡ 40-50 cm gì đó. Thì nhà trong Long Duyên đang bán với giá là 50.000 một cây. Cũng chỉ còn có mấy cây thôi. Còn đây là hoa mùa tím. Hoa mùa tím thì nó cũng là cây thuộc họ cây mùa nhưng mà nó có hoa quanh năm các bạn ạ. Đây là cây nhỏ mà đã có bông rồi này. Đấy. Thì cây này thì nó cũng tầm 15-20 cm gì đó. Thì cũng đang bán với giá là 30.000. Đây là những cái chậu thu hoạch đường lớn. Như cây lúc nãy mình giới thiệu ở ngoài kia, cây nhỏ, cây này thì mình trồng bụi to, trồng chậu to, mấy chậu này thì không có bán. Các bạn xem. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn một số loại hoa tầm giá 15-20.000. Thì các bạn tham khảo. Nếu các bạn thích một số loại nào thì comment ở dưới video để mình biết. Và nếu mà các bạn muốn mua hoa thì liên hệ trực tiếp với mình ở thị trấn Măng Đen, huyện Công Bô Lông, tỉnh Kon Tum. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau.